Xin chào tất cả các bạn, An An đã quay trở lại và nay An An quay feedback của một bạn được gọi là bạn Thúy Hoa nha. Bạn Thúy Hoa này thì ở Bình Định, thì bạn có mọi người đọc feedback của bạn nhé. Chị gửi dùm qua địa chỉ Thúy Hoa ở Bình Định 2 cho An An nha. Mình kéo xuống để thấy chúng ta chỉ tập trung quay feedback thôi. Chị ơi, mẹ em vừa dùng xong An An trị nám. Giờ chị có kem dưỡng cho da của mẹ em không? Thì sau khi chúng ta điều trị á, thì chúng ta có thể sử dụng tinh chất kem dưỡng cao cấp Anan từ collagen và sữa ong chúa nha. Nguyên tắc chỉ là dưỡng các bạn đọc ở cái nội dung công dụng của kem dưỡng. Rồi, bạn hỏi giá bao nhiêu nha. Bạn thi bách này các bạn, da mẹ em nắng mịn rồi chị. Thì bạn Thúy Hoa này sau khi điều trị mụn thì bạn lấy luôn thảo dược Anan để điều trị nám cho mẹ luôn. Và các bạn nói là chị gửi qua địa chỉ Thúy Hoa Bình Định cho Anan nha chị. Thì bạn cảm ơn bạn Thúy Hoa rất là nhiều. Sau khi điều trị thì giới thiệu thuốc thảo dược Anan cho tất cả các bạn bè xung quanh và giới thiệu cả cho người thân là mẹ của mình nữa. Anan thay mặt công ty trách nhiệm hữu hạn Anan cảm ơn em rất là nhiều. Và đây cũng là một sự lựa chọn cho những chị nào bị nám, chúng ta có thể sử dụng thảo dược Anan để có một làn da đẹp ha. Chúc tất cả mọi người có một ngày làm việc vui vẻ.